chị và các bạn. Hôm nay thì Phương Nga sẽ giới thiệu với các anh chị các bạn đôi nét về mình. Mình tên là Võ Thị Phương Nga. Công việc trước kia của mình chính là giáo viên dạy tiếng Anh ở tiểu học, và mình đã giảng dạy tiếng Anh ở tiểu học trong tầm khoảng 14 năm. Và hiện tại thì mình đang chuyển sang một cái hướng khác một chút xíu, nhưng mình cũng rất thích dạy tiếng Anh. Nhưng mình muốn làm cái video này trong quá trình học tiếng Anh để mà mình chia sẻ và có thể hỗ trợ thêm cho phụ huynh cũng như là việc học tiếng Anh của trẻ và của con em mình, các anh chị và các bạn được mỗi ngày tốt hơn. Và mình cũng sẽ chia sẻ một cái lộ trình để cho việc học tiếng Anh của các bé ngày càng được tốt, và sẽ giúp cho ba mẹ có thể hướng dẫn, ngay cả việc là ba mẹ có biết tiếng Anh hay không biết tiếng Anh thì cũng sẽ dễ dàng trong việc hướng dẫn và hỗ trợ cho con em mình trong việc học tiếng Anh. Tại thông thường thì khi mà học tiếng Anh ở trường, khi về nhà hầu như là các em sẽ chỉ còn nghĩ là trong đầu tầm khoảng là 10%. Nếu như mình không ôn luyện lại sau một cái ngày ngủ dậy một sáng hôm sau thì lượng tiếng Anh nó sẽ bị mất nữa, và như thế thì nó sẽ cảm giác là rất khó cho trẻ. Do đó là khi về nhà mỗi một buổi tối trước khi mà giống như là sau khi mình ăn uống này kia xong học hành những môn tiếng Việt, thì phụ huynh chịu khó bỏ thời gian ra tầm khoảng 30 phút để mà ôn luyện lại từ vựng mẫu câu những gì các em đã học ở trong trường, để cho trẻ không có quên bài của mình. Và nội dung mà ôn á thì phụ huynh nên cho các em là nghe lại những bài đã học ở trong trường, bằng cách là mình có thể nghe đĩa hoặc là mình lên online mình nghe lại. Cái việc đó rất là dễ dàng. Và việc quan trọng nữa là phụ huynh phải cho các em nghe và học thuộc bản alphabet. Đó là một cái nền tảng cơ bản. Và việc học bản alphabet rất là dễ dàng thông qua việc mà học nghe bài các bài hát. Phụ huynh có thể lên trên YouTube hoặc là online, hoặc là dùng những cái đĩa CD có bài hát tiếng Anh mà bản alphabet, về alphabet, thì cho các em nghe. Vì như thế thì như cái mới đầu là mình sẽ nghe bài hát chứ. Bài hát thì khi các em nghe hát thuộc lòng và đọc theo, hát theo những gì trên đĩa mà các em nghe, hoặc là trên bài trên YouTube các em nghe, thì mọi cái là khi mà đã thuộc rồi, đó là một cái điều tốt. Việc thứ hai, nếu như mà mình chỉ trả trên cái thuộc không á, thì đó là giống như là thuộc vậy, giống như là thuộc vậy vậy. Nhưng bằng cách test là như thế này, phụ huynh nên sẽ có một cái bảng về bảng chữ cái của trong tiếng Anh, và phụ huynh sẽ lấy bất cứ từ nào ra, ví dụ mỗi một ngàn thì test khoảng 2-3 từ, 3-4 từ hoặc là 10 từ đi, lấy bất cứ từ nào ra nếu như trẻ mà đọc được và phản xạ liền lập tức thì cái đó là ok, là bạn đó đã nhớ được bài. Đó là việc đầu tiên là bảng alphabet. Việc thứ hai, để chuẩn bị cho cái việc thi cử cho các em có kết quả tốt, tại vì gần sắp tới đây sẽ có những cái cách kỳ thi mà ở sở giáo dục họ khuyến khích mình thi, hoặc là nhà trường có những cái thông báo nói là phụ huynh nên đăng ký cho các em thi. Nếu như phụ huynh muốn cho các em kiểm tra về kiến thức lại coi hiện giờ con em mình đã nắm được bao nhiêu, thì phụ huynh có thể cho các em thi. Và nói luôn, để có kết quả tốt của cái kỳ thi đó thì phụ huynh cứ hình dung như thế này, là khi mình làm một cái bánh thì mình sẽ chia ra những cái công đoạn. Đầu tiên là mình sẽ có cần nguyên vật liệu, thứ hai là mình phải có công thức, thứ ba là mình phải sau khi công thức xong mình nướng bánh thì mình sẽ ra trang trí bánh, và cuối cùng là thành phẩm. Thì nguyên vật liệu như là đường, bột, trứng, sữa này kia thì tương đương với lượng từ vựng, và cái thứ hai là phương thức thì đó là tương đương với nền tảng của cái việc học mẫu câu. Do đó là từ vựng và mẫu câu là hai cái quan
quan trọng nhất. Và sau khi đã có trứng, sữa, bánh và công thức thì bắt đầu đến việc là chúng ta sẽ đánh bánh và chúng ta đã làm thành một ổ bánh để nướng. Thì đó là việc vận dụng từ vựng và mẫu câu vào giao tiếp thực tế khi mà mình thực hành. Và việc kế tiếp là sau khi đã có cái bánh rồi, bắt đầu trang trí ra thành cái bánh. Ví dụ như bánh sinh nhật thì sau khi có nướng bánh xong thì mình sẽ trang trí ra. Và việc trang trí đó tương đương với cái việc là khi mà đã dùng từ vựng mẫu câu thì bây giờ dùng những cái từ liên kết lại và có thể miêu tả với nhau về một cái hoạt động đơn giản. Tại thật sự ra là đối với trình độ, ví dụ như đối với tiểu học thì cần starter, mover, flyer, thì ba cái cấp độ đó hầu như là cấp độ nào cũng có việc miêu tả hết. Do đó là đối với cấp độ thấp thì sẽ miêu tả đơn giản nhưng tạo một cái phản xạ cho bé để mà có thể miêu tả được. Do đó là để mà có một kết quả ok thì giống như là việc làm bánh vậy, phải có những cái thành phần để xây nền tảng cho việc tạo ra một cái bánh. Do đó thì phụ huynh phải là chú trọng vào việc học thuộc từ và mẫu câu. Ở một cấp độ sẽ có một cái số lượng từ và mẫu câu nhất định, và cái đó quý vị phụ huynh có thể tham khảo vào những đoạn phim kế tiếp. Việc thứ hai là việc thứ ba xin lỗi việc thứ ba đó là việc phát âm. Việc phát âm ngay từ đầu mình sẽ phải tạo cho trẻ một cái việc phát âm chính xác thông qua việc học thuộc bảng alphabet, thông qua việc nghe bài hát rất dễ dàng. Ví dụ như giai đoạn còn bé, cứ việc mở bài hát cho các em nghe, và bất cứ lúc nào mình cũng việc mở bài hát cho trẻ nghe trước khi đi ngủ, mở nhạc giống như nghe thư giãn vậy. Nhưng thật sự đó là một cái trong những cái điều kiện tạo thành một cái phản xạ, và đến một cái giai đoạn thì trẻ sẽ đọc và phát âm chính xác. Việc thứ hai, việc kế tiếp đó là sau khi mà trẻ đã nhớ và nghe được, và mình sẽ kiểm tra lại từ vựng. Kiểm tra từ vựng bằng cách là cho các em có thể là chơi game, hoặc là sẽ có những cái game để áp dụng vào trong việc mà kiểm tra từ và nhớ từ rất là dễ. Cứ việc vận dụng cái game đó, mình vận dụng đi vận dụng lại linh hoạt sẽ tạo ra cho trẻ một cái việc mà nhớ từ không cảm giác nhàm chán. Do đó là khi cái giai đoạn đầu á là việc học từ rất là quan trọng, và đặc biệt là phải đúng, và bằng cách là có thể nữa là ba mẹ có thể là hướng dẫn cho em đọc theo, hoặc là chắc nhất là mình sẽ dùng cái từ điển mà có phát âm. Ví dụ như hiện tại bây giờ có những cái từ điển như là T-flat, có thể đau những cái app đó, và mình sẽ ứng cái từ đó vào và cho các em nghe và đọc lại theo. Thì cái việc đó là việc chính xác nhất, tại vì mình tránh cái tình trạng là có một số em nếu như mình không đọc theo á, cứ đọc mà giống như là nó thấy giống như là chữ giống tiếng Việt, thế là nó sẽ đọc tiếng Anh giống như tiếng Việt, thì điều đó là rất là nguy hiểm, trong sửa đổi sau này rất là khó. Và kế tiếp là từ vựng á, ở đây sẽ bao gồm học từ vựng của nhiều, rất nhiều chủ đề, và những cái chủ đề đó là toàn bộ là khác nhau, ví dụ như về con người, về body, về thân thể, về đồ ăn, thức uống, về hoạt động, rất rất nhiều, tùy theo từng cấp độ sẽ có một cái số lượng yêu cầu khác nhau. Và nhớ là khi học thuộc từ thì phải học thuộc luôn là cách viết. Và đối với con nít đó thì thông thường á, cách viết thật sự ra mình một cái từ vựng mới và bắt nó viết lại một hai lần một hai dòng thôi. Nhưng để dễ dàng nhất là mình sẽ kiểm tra, thay vì mình kiểm tra cách viết bằng trên giấy, bây giờ mình sẽ kiểm tra cách viết bằng cách là bắt đánh vần bằng alphabet theo tiếng Anh là việc chính xác nhất. Và kiểm tra đó đồng thời một trong hai việc. Thứ nhất là kiểm tra được spelling, có nghĩa kiểm tra được cái phần đánh vần. Thứ hai, kiểm tra được trí nhớ của cái từ đó, viết từ nào sẽ sắp xếp đầu, sắp xếp cuối.
về nghe, về nói, về nhớ của cái từ vựng đó. Và một lần nữa là mình kiểm tra được cái 2-3 kỹ năng trong cái đó, cái việc đấy. Do đó là sẽ tạo ra việc ôn luyện rất dễ dàng và nhớ dài hơn. Tại vì khi mà kiểm tra cái cách mà spelling nó, mình sẽ giúp cho trẻ giống như là mình chơi một cái game với trẻ. Và nếu như có điều kiện nữa thì ba mẹ có thể cho các em là đi giao tiếp với người bản ngữ. Thì hiện tại ở Việt Nam mình, đặc biệt là ở thành phố ở Sài Gòn á, thì việc giao tiếp với người bản xứ rất dễ dàng. Và có những giáo viên người bản xứ người ta sẽ dạy cho các em học, và có thể là mình sẽ cho các em giao tiếp với người đó và sẽ tạo ra một cái kỹ năng về ngôn ngữ rất là tốt. Và hiện tại thì Nga cũng có biết một số giáo viên có thể hỗ trợ cho việc học tiếng Anh với người bản ngữ, và những người đó người ta sẽ cho các em chủ yếu là giao tiếp qua ngôn ngữ và giao tiếp cho một cái phản xạ, và khi ấy thì cái việc học tiếng Anh của các em sẽ có hiệu quả hơn. Mình chỉ chia sẻ một số điểm như thế, và để biết rõ hơn, chi tiết hơn và cách thức như thế nào thì các anh chị có thể đăng ký hoặc là ghi những cái comment vào cho Nga để Nga có thể là biết, và Nga sẽ trả lời cho các anh chị. Và các anh chị có thể click like hoặc là đăng ký sẽ xem những cái đoạn kế tiếp. Nga sẽ nói cụ thể và chi tiết hơn về cái cách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ ở tiểu học như thế nào. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi. Xin hẹn gặp.